Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 302 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, linh đường sở dĩ có tên gọi là linh đường là vì đây là nơi tế tự linh hồn, cũng là một loại kỳ vọng nho nhỏ, mong linh và hồn của thân hữu có thể vào hư không giới, trở thành thần linh bất diệt. Nhưng linh hồn của Khương Nghi Kỳ và Tử Quang Quân Vương, một người trúng độc, một người thì tự tử, không thể tồn tại nữa. Dấu vết của họ chỉ còn lại là hai cỗ thi thể, linh đường chỉ để gửi gắm nỗi đau thương của chúng nhân. Ương Tôn Đế quay lại nhìn Trung Nhạc một cái, rồi quay người rời đi, cảm khái nói: "Gió lên rồi kìa." Trung Nhạc khẽ run lên, nhìn hắn rời đi. Chúng tướng sĩ trong linh đường cũng dần rời đi, chỉ còn lại có mình hắn và Hình Thiên. "Thúc thúc à, Viêm Hoàng có phải bị hạ độc chết không?" Đột nhiên Hình Thiên nói lớn, Trung Nhạc tim khẽ run, nhìn hắn giận dữ nói: "Ai bảo ngươi vậy?" Gân xanh nổi lên trên mặt của Hình Thiên, hắn hét lớn: "Ta nghe người ta nói, họ đều nói là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng, Tử Quang Quân Vương áy náy mà tự tử." "Hỗn xược!" Trung Nhạc nổi cơn đại nộ rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Người đang đau buồn, hãy nhẫn nhịn, đừng có làm bừa. Người chỉ có một cái mạng thôi, người có hiểu không?" Hình Thiên người run rẩy nói: "Là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng thật sao? Thúc thúc không báo thủ cho Viêm Hoàng hay sao?" "Báo thù là việc của ta, ta sẽ gánh vác, không liên quan tới ngươi." Trung Nhạc hít sâu một hơi đầy lồng ngực, trầm giọng nói: "Ngươi còn quá yếu, còn sao mới đạt tới trình độ có thể chống lại đế. An phận một chút cho ta, ta còn muốn báo thù hơn ngươi kìa. Thế nhưng..." Khóe mắt của hắn giật giật nói nhỏ: "Ta còn cần thời gian, sức mạnh của ta giờ vẫn chưa đủ." Đột nhiên một vị lão giả mặc áo xanh xuất hiện trong linh đường, lặng lẽ nhìn hai cỗ quan tài. Hắn tới lúc nào, tới như thế nào, Trung Nhạc cũng không biết. Vị lão giả này thắp một nén nhang trên linh vị, thở dài: "Tiểu Giao Đế sao?" Trung Nhạc hỏi. Lão giả quay người lại nhìn, ánh mắt lóe linh quang, dường như ẩn chứa trí tuệ vô biên. Hắn cúi người: "Tiểu Giao, xin bái kiến Phục Khí Đương Đại." Trung Nhạc cũng đáp lễ: "Tiểu Giao Đế, người tới muộn rồi, truyền nhân của ngươi đã đi rồi. Tử Quang Quân Vương trước khi chết từng nhắc tới ngươi với ta. Ngươi nói hắn đừng tự trách mình, lẽ nào đã dự đoán được việc này hay sao?" Hắn rất tò mò, cho dù trí tuệ luân có cường đại tới mức nào thì theo lý cũng không thể nào dự đoán được tương lai. Nhưng vị Tiêu Giao Đế này dường như đã thấy được việc Mục Tiên Tiên hạ độc giết Khương Nghi Kỳ, Tử Quang áy náy tự tử nên đã nhắc nhở từ trước. Làm được điều đó đúng là khó tin. Dự đoán tương lai chỉ là dựa lựa chọn vào một tương lai có khả năng xảy ra nhất trong số vô số nhân quả, vô số sự thay đổi khí vận, vô số lục đạo thiên lý, vô số khả năng. Trí tuệ luân không phải điều gì cũng biết được, cho dù là hỗn độn cũng không phải là toàn năng. Tiêu Giao Đế có vẻ gầy gò, thế nhưng rất có tinh thần nói: "Lớn tới vũ trụ càn khôn, nhỏ tới bất cứ dấu vết nào, thống nhất toàn bộ nhân tố lại, tạo nên lưới nhân quả vũ trụ, lưới nhân quả chúng sinh, lấy khí vận vũ trụ, lấy khí vận chúng sinh, tiểu lục đạo luân hồi hình thành, đại lục đạo luân hồi nhất thống, thống nhất khí vận nhân quả, là có thể gộp tất cả mọi điều của vũ trụ vào trong trí tuệ. Quỹ đạo thực hiện của tất cả sự việc đều có dấu vết có thể tìm kiếm ra. Ta nói vậy chắc Phục Khí ngươi hiểu chứ?" Trung Nhạc tim run lên, kêu lên thất thanh: "Tam đại thiên thư sao?" Tiêu Gia Đế cảm khái: "Năm đó ta tạo tam đại thiên thư cho đạo tôn, sau đó dự báo được sự hủy diệt của thần triều, liên lụy tới nhiều thứ, vì thế kịp thời thoát thân ẩn mình cho tới giờ. Nay ta đã già rồi, muốn tìm một truyền nhân kế thừa trí tuệ của ta,
cuối cùng tìm được một người trong số các trí giả thiên hạ. Tử Quang đã tới trước ngưỡng cửa trí tuệ nhập đạo, sắp nhập môn rồi. Trung Nhạc gật đầu. Về trí tuệ, Tử Quang Quân Vương chỉ có thể coi như chạm tới ngưỡng cửa, còn Tiêu Dao Đế thì đã tuyệt đỉnh lâu rồi. Từ lời nói vừa rồi có thể biết, ba bộ thiên thư nắm giữ khí vận, nhân quả và luân hồi của thiên hạ cũng chỉ là một chút ít của hắn. Đây mới là trí tuệ vô lượng chân chính. Trí tuệ không bằng đại thần thông, thần thông không bằng mệnh số. Có đôi khi trí tuệ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tiêu Dao Đế tự cười mình, nhìn quan tài rồi lắc lắc đầu nói: ta đành mất đi một đệ tử chúng ý, đáng thương, đáng buồn. Trung Nhạc tiến lại nói: lão tiên sinh thấy ta thế nào? Có thể kế thừa y bát của tiên sinh được hay không? Tiêu Dao Đế bật cười, lắc lắc đầu: người không được, người quá ngốc. Trung Nhạc giữ người, đường đường là Dịch Quân Vương, trí giả, danh động thiên hạ, song kiệt của Tiên Thiên Cung mà bị người khác nói là quá ngốc. Có lẽ chỉ Tiêu Dao Đế mới nói vậy. Sự thông minh của ngươi là do nỗ lực, liều mạng mà có. Ngươi cố gắng hết sức để mình trở nên thông minh hơn, còn ta thì cần... Tiêu Dao Đế thở dài: là sự thông minh thật sự, sự thông minh trời sinh. Ta có thể xưng đạo hữu với ngươi, thế nhưng không thể gọi ngươi là đệ tử. Đạo của ta, y bát của ta, ngươi không kế thừa được. Sự thông minh của ngươi đã tới cực hạn rồi, tiến tiếp cũng chẳng có mấy đường. Còn người kế thừa ta cần, con đường hắn đi chỉ mới bắt đầu. Cái chết của Tử Quang có lẽ khiến cho mạch của ta đứt quãng mãi mãi. Không tìm được người kế thừa mình, đây là việc có lẽ là việc bi ai nhất của người khai thác như hắn. Cho dù Trung Nhạc thông minh tuyệt đỉnh, mở ra trí tuệ bí cảnh, tu thành trí tuệ luân, nhưng trí tuệ bí cảnh không phải bí cảnh thứ bảy của hắn, trí tuệ luân cũng không phải thất đạo luân hồi của hắn. Đệ tử mà Tiêu Dao Đế cần là người mở trí tuệ bí cảnh. Trí tuệ bí cảnh là bí cảnh thứ bảy, tu thành trí tuệ luân, và trí tuệ luân là thất đạo luân hồi. Hai bên nhìn có vẻ chỉ khác biệt chút ít, nhưng về bản chất thì lại khác nhau. Trung Nhạc dùng trí tuệ luân là phụ, còn truyền nhân hắn cần thì phải có trí tuệ luân làm chủ. Hướng đi của hai người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ... Trung Nhạc mắt sáng lên, suy nghĩ rồi nói: ta có thể tìm được ba truyền nhân cho đạo huynh. Tiêu Dao Đế lắc đầu: ta biết ba người, mà ngươi nói là ai? Ba người họ nhận được một bộ thiên thư tản phiến của ta, thế nhưng không thể vượt qua Tử Quang được, chỉ có được một chút ít của ta thôi. Ngược lại, Tử Quang thông qua họ hiểu được nội dung của ba bộ thiên thư, trí tuệ nhập đạo, trí tuệ của hắn cao tuyệt hơn hẳn bọn họ. Trung Nhạc thở dài, yêu cầu của Tiêu Dao Đế quá cao, nhưng đúng là Tử Quang rất giỏi, chưa từng có thiên thư, cũng không được huấn luyện theo hệ thống, nhưng dựa vào trí tuệ của mình tìm tòi được nội dung của tam đại thiên thư, hình thành sơ bộ hệ thống trí tuệ của nhân quả, khí vận và luân hồi. Cũng chẳng trách mà Tiêu Dao Đế lại sót hắn như vậy. Tiêu Dao đạo huynh, đạo của huynh không nên để tuyệt diệt. Trung Nhạc thở ra một hơi khí đục: có lẽ huynh nên nhận ba người họ, dạy dỗ theo cách phù hợp với họ. Mỗi người họ có được một phần truyền thừa của huynh, tuy là tàn khuyết, thế nhưng dù sao đạo của huynh cũng vẫn được lưu truyền. Chưa biết chừng sau này lại xuất hiện một người có thể kế thừa hoàn toàn đạo của huynh mà phát triển tiếp. Đạo huynh tương lai còn dài, huynh có thể tính toán được bao xa chứ? Thay vì cứ đau buồn về nó, chi bằng hãy nắm lấy tương lai. Tiêu Dao Đế mắt sáng lên, quay người bỏ đi. Tạm thời vậy đi. Trung Nhạc mắt tiễn hắn rời đi, nhìn quan tài của Tử Quang và Khương Nghi Kỳ, quay người rời khỏi linh đường. Sau đêm hoàn hồn 7 ngày sau, Trung Nhạc vẫy vẫy tay, linh đường và cả cung điện cùng chìm xuống lòng đất. Tầng tầng hộ lăng trận tự động chuyển động mai táng hai người. Trận chiến đế tranh cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cuộc đế chiến hiện nay đã tiến tới bước không thể thu dọn. Chiến trường này, tất cả mọi quân đội đều được điều động, thậm chí ngay cả ba chân thân của Mục Tiên Thiên cũng đích thân tới chiến trường. Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế cũng tham chiến, đích thân dẫn đại quân của tộc mình chinh chiến tấn công Thiên Đình. Những cường giả thuộc đế cấp tham chiến thật không tầm thường. Uy năng các món đế binh lan tỏa, có cái biến thành dải cầu vồng phủ lên Nam Thiên Môn, có cái biến thành cây đại thụ, vô số thần ma đứng bên trên, có cái diễn hóa một thế giới xung kích Thiên Đình, có cái lại ẩn chứa vô số ánh sáng vô biên, hút vô số thần ma vào trong luyện hóa. Sức mạnh cá nhân của thần ma đúng là chẳng có tác dụng gì trong trận đại chiến. Cho dù là tạo vật chủ cũng cảm giác mình giống như phiến lá nhỏ giữa biển lớn.
xung quanh là những phiến lá phiêu giật khác như mình. Thần ma thông thường chỉ khi nghìn vạn người kết thành trận thế khổng lồ mới có thể giữ được mạng trong trận đại chiến này. Các vị thần ma cường đại, to lớn vĩ đại trong mắt phàm nhân biến thành những giọt nước nhỏ bé của các tòa đại trận. Vô số giọt nước tụ lại tạo nên tinh hà khổng lồ. Tinh hà khổng lồ giống như các quầng sáng. Ở giữa các quầng sáng đó là đế quân Nguyên Nga cường đại. Họ chủ trì trận pháp, khống chế sức mạnh của nghìn vạn thần ma tham gia trận chiến tranh đáng sợ này. Tinh hà do nghìn vạn thần ma tạo thành đã biến thành vòng luân hồi thứ 7 của đế quân, kéo lên tấm màn của trận chiến tranh thất đạo luân hồi hậu thế. Trung Nhạc tổ chức đại hội chư đế tương lai giao lưu bí cảnh thứ 7, rất nhiều đế quân đã tham gia. Tuy phần lớn bọn họ không mở được bí cảnh thứ 7, thế nhưng cũng nghiên cứu được khá nhiều. Đế chiến lần này, Trung Nhạc còn cùng chư đế hợp lực nghiên cứu ra sát trận liên quan tới thất đạo luân hồi, để cho vô số thần ma tạo thành vòng luân hồi thứ 7, để chiến lực của nó được tỏa sáng trong đế chiến. Cách đánh này chỉ có Trung Nhạc mới nghĩ ra được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới những cuộc chiến tranh sau này. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thần ma tử vong, cường đại như tạo vật chủ, như đế quân cũng liên tục chết trận. Dường như hai bên, địch và ta, đều biết đây là trận chiến cuối cùng nên đều liều mạng, dốc hết sức để trận chiến càng thêm ác liệt. Trên thiên đình, đế hậu Đương Đương, Kim Thiên Đế, Bạch Nha Thần Đế, Hắc Nha Thần Đế cũng đích thân tham chiến, khiến cho chiến trường càng thêm hung ác. Sinh mệnh của thụ có uy năng vô biên đang tiêu diệt mọi sinh mệnh, chặn đường của nó. Thân cây xuyên qua tầng tầng không gian, thậm chí chui vào cả vòng luân hồi thứ 7 của đế quân, nghiền nát vô số thần ma. Trên chiến trường không có đạo hữu, chỉ có giết chóc, sự giết chóc vô tận. Thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên tiến tới đế hậu, mẫu thể bị Hắc Nha Thần Đế chặn lại. Ưng Tuấn Đế chiến đấu với Kim Thiên Đế, Trường Sinh Đế thì nghênh chiến với Bạch Hạc Thần Đế. Còn Trung Nhạc toàn lực điều động đại quân giết các lộ quân của Thiên Đình. Đột nhiên có tiếng hoan hô vọng tới, Nam Thiên Môn từ từ đổ xuống về phía Thiên Đình. Cánh cổng to lớn này cuối cùng cũng sập, đè chết vô số thần ma. Đại quân thần ma của Phá Thiên Quan tràn vào Thiên Đình như cơn đại hồng thủy, tiếng hô giết chấn động bầu trời. Thiên Đình đã bị phá. Nam Thiên Môn bị đánh sập, khí vận Thiên Đình bỗng như bị phá một góc, lập tức bắt đầu rò rỉ, tụt giảm với tốc độ chóng mặt. Tử Quân, người có thấy không? Khí vận của Thiên Đình đang... Tử Quân. Trung Nhạc nói tới đây bỗng sững người rồi chợt tỉnh. Tử Quang Quân Vương đã không còn nữa. Hắn bật cười, lắc lắc đầu, lẩm bẩm: ta lại hoài niệm một đối thủ có sự uy hiếp chí mạng tới mình rồi. Khí vận của Thiên Đình đang tụt giảm. Kiểu tụt giảm này là tụt giảm kiểu sụp đổ. Rồi một luồng cảm giác sợ hãi kỳ lạ tràn ra từ trong trời đất. Nó vô cùng huyền diệu, dường như là đạo âm vọng ra từ sâu bên trong thời không, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào, chỉ là chấn động mà thôi. Nhưng kiểu chấn động đó lại cho người ta cảm giác giống như âm luật, như đang lắng nghe âm luật diệu kỳ vậy. Kiếp số của Thiên Đình. Trung Nhạc giật mình, vội truyền âm cho tướng lĩnh các tộc của Âm Khang Thị, Cự Linh Thị, Trung Ương Thị để cho họ cảnh giác. Đúng lúc này, Vân Quyển Thư, Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương cũng có cảm giác lạnh người. Ba người nhìn nhau, Vân Quyển Thư nói nhỏ: tới lúc rời đi rồi. Họ là thống soái chư quân, người chỉ huy, không đích thân tham chiến, vẫn ở hậu phương. Giờ rời đi chắc không ai có thể ngăn cản được. Thứ cảm giác sợ hãi kia không biết từ đâu tràn tới, vẫn đang tiếp diễn và không ngừng mạnh lên. Đó là thiên phạt, là sự trừng phạt của thiên địa đại đạo quy tắc đối với những kẻ hung ác. Thiên Đình lần này cắt đứt gốc của vô số thần tộc ma tộc. Bình thường Thiên Đình còn có căn cơ rất thâm hậu, khí vận cường thịnh, thiên phạt không tới nỗi giáng lâm. Nhưng giờ Thiên Đình bị công phá, khí vận bỗng chốc suy bại, thiên phạt liền tới. Trên Thiên Đình có nhiều thần ma như vậy, còn có đế hậu, trận thiên phạt này chắc chắn sẽ là cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Vân Quyển Thư gọi tới Bạch Tương Hải và Phi Yên định cùng rời khỏi Thiên Đình, nhưng lúc này sự chấn động kỳ lạ kia bỗng nhiên biến mất, giống như bị một sức mạnh lớn lao kìm lại vậy. Năm người sững lại, chán tố mồ hôi lạnh. Họ cảm nhận thấy có hai luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đang tới gần, đã vào bên trong Thiên Đình. Không chỉ họ mà ngay hai bên đang giao chiến cũng cảm nhận được hai luồng khí tức đáng sợ này. Hai vị này thực sự quá cổ xưa, sức mạnh quá đáng sợ, chặn được cả thiên phạt, khiến thiên phạt không thể giáng lâm. Nguyên nha! Trường Sinh Đế sắc mặt đại biến kêu lên. Mục Tiên Thiên cũng biến sắc: Nguyên Nha Thần Vương tới rồi. Đế hậu mừng rỡ, khí tức cũng tăng mạnh. Sư tôn quả nhiên không lừa gạt ta, cuối cùng cũng tới rồi.
lần này đại cục đã định rồi. Mấy người Vân Quyền Thư bị hai luồng khí tức này chấn áp, không thể động đậy được gì, ngay cả nhấc chân lên cũng không nổi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ngoài Nguyên Nha Thần Vương còn có một luồng khí tức nữa, không hề thua kém Nguyên Nha Thần Vương. Luồng khí tức này là ai? Lẽ nào cũng là một vị thái cổ thần vương sao? Năm người run rẩy, một Nguyên Nha Thần Vương tới là đủ thay đổi cục thế chiến tranh, mà giờ lại có tới hai vị thái cổ thần vương, như vậy cũng quá đáng sợ. Mệnh số của Thiên Đình và Đế Hậu đã tận, nhưng cường đại như Nguyên Nha Thần Vương đủ để thay đổi vận mệnh của Thiên Đình và Đế Hậu. Đại quân thần ma dưới trứng Trung Nhạc đã từ Nam Thiên Môn tràn vào Thiên Đình, các tòa thần điện, thần cung đổ xuống. Lúc này bọn Vân Quyền Thư bỗng có ý định tự tử. Về trận pháp và cục thế, Thiên Đình rõ ràng sắp sụp đổ. Đột nhiên trước mặt Trung Nhạc trời đất tối sầm lại, khung cảnh một Thiên Đình chiến hỏa ngập trời biến đổi hoàn toàn. Chỉ thấy trời tối sầm, trời đất mênh mông, một con quạ khổng lồ từ trong bóng đêm bao la bay tới. Mọi thứ trước mặt của hắn đều biến mất, chỉ còn lại con quạ đen này. Nguyên Nha Thần Vương, hắn không khỏi lạnh người, rồi sực tỉnh lại. Tình hình không ổn, thân thể của Nguyên Nha Thần Vương đang quay về phía hắn quá lớn, che khuất cả bầu trời. Nhưng cho dù có to lớn như vậy thì cũng không thể nào khiến toàn bộ thần ma biến mất được. Mà trong mắt hắn chỉ còn lại con quạ đang bay tới. Các thần ma khác bao gồm Mục Tiên Thiên, cả Đế Hậu, cả hàng nghìn vạn đại quân đang chiến đấu đều biến mất. Công kích thần hồn sao? Trung Nhạc liền sực tỉnh, đây là công kích nhằm vào thần hồn, không phải Nguyên Nha Thần Vương thật sự đang bay về phía hắn. Tại Thiên Đình, tiếng chém giết đột nhiên biến mất, chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Các vị thần ma đang chiến đấu bỗng dưng mơ màng, rồi những tiếng lang keng vang lên, các món thần binh, ma thần binh rơi xuống, thậm chí ngay cả đế binh đang bạo phát đế uy cũng rơi xuống đất. Rồi những tiếng lịch bịch vang lên, các vị thần ma đột nhiên đổ gục rồi ngủ thiếp đi. Thần ma phía sau vẫn đang chiến đấu, nhưng thần ma phía trước đã ngã thành từng hàng ngủ khò khò. Cơn buồn ngủ giống như ôn dịch lan tỏa nhanh như thủy triều về phía sau, càng ngày càng nhiều thần ma đột nhiên mất đi chiến ý, không còn sức chiến đấu mà vứt bỏ thần binh lăn ra ngủ. Đế binh cũng bị thôi miên rơi hết xuống đất. Trong ngoài Thiên Đình, hàng nghìn vạn thần ma chỉ trong vài nhịp thở đều đã nằm xuống ngủ. Tỉnh lại, mau tỉnh lại! Trung Nhạc quát lớn, bất diệt thần thức bạo phát, xung kích về phía con quạ đang bay tới phía hắn. Bên tai hắn vang lên âm thanh kinh thiên động địa, con quạ đó bỗng nhiên biến thành một làn khói xanh tiêu tán. Hắn tỉnh lại, thấy mình không biết từ bao giờ lại nằm trên đất. Hắn vội đứng dậy, xung quanh là vô số thần ma nằm la liệt, phía xa hơn là thần ma nằm không đếm xuể. Đột nhiên các vị đế đứng dậy, Mục Tiên Thiên hai mắt dần dần hồi phục thần thái. Vừa rồi ngay cả nàng ta cũng bị trúng chiêu, bất chi bất giác bị Nguyên Nha Thần Vương công kích tới thần hồn, rơi vào giấc ngủ. Nhưng nàng ta tỉnh ngộ rất sớm, lập tức phá thần thông của Nguyên Nha Thần Vương và tỉnh lại. Ưng Tôn Đế, Đế Hậu, Kim Thiên Đế, Bạch Nha, Trường Sinh Đế và Hắc Nha Thần Đế cũng tỉnh lại. Họ đồng thời bị trúng chiêu của Nguyên Nha Thần Vương, tưởng rằng con quạ lao về phía mình là chân thân của Nguyên Nha Thần Vương. Thế nhưng không ngờ đó chỉ là thần hồn của Nguyên Nha Thần Vương xâm nhập thần hồn của họ. Thấy Nguyên Nha Thần Vương lao tới, ngay cả đế cấp cũng hoảng hốt từ đó mà trúng chiêu. Nhưng dù sao họ cũng là đế, rất nhanh đã hiểu ra đó chỉ là thần thông của Nguyên Nha Thần Vương, sau khi phá giải liền sẽ tỉnh lại. Dù vậy thì chư đế cũng không kìm được dùng mình. Vừa rồi họ ngủ thiếp đi, nếu Nguyên Nha Thần Vương nhân lúc đấy ra tay thì họ còn sống nổi hay không? Đây chính là điều họ sợ nhất. Thái cổ thần vương không ra tay thì thôi, khi đã ra tay thì chấn áp được hết thảy bọn họ. Một đám tiểu bối. Tiếng cười của Nguyên Nha Thần Vương vọng lại vô cùng chói tai. Mọi người nhìn theo hướng có tiếng cười, thấy Nguyên Nha Thần Vương mắt nhỏ, thân hình nhỏ thó, chắp hai tay sau lưng tiến lại. Phía sau hắn là một vị thần vương mặt đầy lông, cao to gầy gò. Nguyên Nha Thần Vương tươi cười, còn vị kia thì mặt không chút biểu cảm. Đột nhiên các vị thần ma Thiên Đình tỉnh lại, đứng dậy nhìn quanh khó hiểu, không biết tại sao mình đột nhiên lại ngủ. Đại quân thần ma của Tiên Thiên Cung, Trường Sinh Thị, Trung Ương Thị thì vẫn ngủ, khiến Trung Nhạc, Mộc Tiên Thiên đều thấy nặng trĩu. Đổ Nhi Quân, còn không hạ lệnh cho quân trừ bỏ chúng đi. Nguyên Nha Thần Vương cười hề hề nói, giết thiết đám sâu bọ đáng thương đang ngủ này, với chúng chắc không khó đâu. Mấy người Trung Nhạc nổi da gà, Đế Hậu Lưng Nương lại cười khanh khách quát lớn, toàn quân nghe lệnh, giết loạn thần tặc tứ.
các vị thần ma thiên đình lập tức động thân, tế thần binh, ma thần binh của mình lên, lao tới giết những thần ma đang ngủ. Chỉ nháy mắt đã có vô số cái đầu rơi xuống. Tỉnh lại hết cho ta! Bọn mục tiên thiên vực kinh vừa nộ, trong giọng nói chứa đạo âm, muốn phá vỡ mê chú trong đầu của các tiên thiên thần ma bên mình. Hàng vạn thần ma tỉnh lại, nhưng số thần ma vẫn ngủ thì còn nhiều hơn, lần lượt bị giết chết. Mê chú trong hàng nghìn vạn thần ma dù sao cũng là từ Nguyên Nha Thần Vương, muốn phá giải thần thông của Nguyên Nha Thần Vương không phải là dễ. Bọn mục tiên thiên đang định đánh thức nhiều thần ma hơn nữa thì đột nhiên hội đế hậu lao tới, khiến cho họ không thể thi triển thần thông cứu nhiều người hơn. Chỉ chung nhạc là không ai hỏi han gì, tiếng mục tiên thiên truyền tới: Dịch Quân, giao cho người đấy. Bích Lạc tiên sinh, Bích Lạc tiên sinh, còn không mau trợ giúp đi. Bích Lạc cung bên cạnh tiên đình, cánh cửa mở ra, Cửu Ngũ Chí Tôn lập tức lao ra từ bên trong, lại thêm 36 vị tiên thiên thần ma cùng Phong Vô Kỵ, La Lão lao tới tương trợ, giúp Trung Nhạc ngăn chặn đại quân thần ma thiên đình. Dịch tiên sinh, hôm nay chúng ta là đồng liêu rồi. Phong Vô Kỵ cười ha hả, thần thái người người, nói lớn: Ta và ngươi cùng là thần tử một điện, ngươi phải chiếu cố ta nhiều hơn đấy. Thiên hạ đệ nhất vô sĩ, không ai ngoài Vô Kỵ, đại thất đạo luân hồi. Trung Nhạc hét lớn, quầng sáng sau đầu mở rộng, vù vù chuyển động, nháy mắt đã bao trùm vạn dặm. Những nơi ánh sáng sau đầu hắn đi qua đều cuốn thần ma đang ngủ bên hắn lên. Trung Nhạc bay lên cao, lao nhanh lên khoảng không bên trên chiến trường. Đi tới đâu, dù là thần ma của bên Trung Nhạc hay của đại quân thiên đình cũng đều bị hút vào trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Trung Nhạc lao đi vun vút, phía sau là đế quân của thiên đình truy sát. Đông đảo đế quân thiên đình đi tới đâu là cuốn thần ma bên mình lên. Vô số thần ma giống như những con kiến bay vào quầng sáng sau đầu của họ, hợp lực tới họ chỉnh đốn trận pháp. Mấy người Phong Vô Kỵ cùng Cửu Ngũ Chí Tôn lập tức lao tới ngăn chặn chư thần thiên đình lại. Chỉ là cường giả thiên đình quá nhiều, trong chốc lát đã nhấn chìm họ tiếp tục lao về phía Trung Nhạc. Nhưng tốc độ của Trung Nhạc quá nhanh, tiên thiên nhục sĩ thiên hạ vô song nhanh chóng bay hết mọi nơi trong chiến trường, hút được phần lớn thần ma bên hắn vào nguyên thần biết cảnh. Tỉnh dậy! Bất diệt thần thức của hắn xung kích thẳng tới Xích Tùng, Âm Phiền Huyên, gọi họ tỉnh dậy trước. Huyền Nhi, Xích Tùng, thời cơ tuyệt hảo. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, tránh né sự truy sát phía sau, truyền âm nói: Đế chiến đang căng thẳng, không chú ý tới các ngươi, hãy lên thuyền cổ nghìn cánh, ta đưa các ngươi tới Tiên Thiên Cung, dẹp chư thiên của Mục Tiên Thiên. Âm Phần Huyên giật mình, vội nói: Ý phụ quân lẽ nào là thần hồn lạc ấn của bọn Xích Tùng sao? Không sai, là cuốn sinh tử bộ đấy, giấu trong đệ nhất chư thiên của Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc trầm giọng nói: Danh húy của bọn Xích Tùng bị ghi trong cuốn sổ sinh tử bộ đấy, cho dù họ có chết đi cũng sẽ bị Mục Tiên Thiên cảm chi được, tra ra rõ ràng. Giờ cơ hội hiếm có, Huyên Nhi nàng, đưa họ đi hủy sinh tử bộ đi. Ánh mắt của hắn lóe hàn quang, lên tiếng nói: Hãy nhớ là đừng để lại bất cứ dấu vết gì. Sau trận chiến này chắc chắn Mục Tiên Thiên sẽ thay tẩy họ. Giờ ta có thể nói họ đã chết trên chiến trường rồi, Mục Tiên Thiên muốn tra cũng đừng hòng tra ra. Mà khoan! Hắn dừng lại, cuốn hơn 2.000 vạn thần ma trong nguyên thần biết cảnh lên, đưa vào nguyên thần biết cảnh của Âm Phiền Huyên. Số thần ma này đều đang ngủ, vẫn chưa phá giải được mê chú. Huyền Nhi, sau khi hủy được sinh tử bộ thì đừng quay lại, lập tức đưa những thần ma này tới vũ trụ cổ, đợi ta ở Thương Cốc kìa. Ánh mắt Trung Nhạc lay động: Những thần ma này, ta đã tính nhân quả tuyến của họ, cũng từng suy ra 10 kiếp trước của họ, biết rất rõ họ không phải gian tế Mục Tiên Thiên cài cắm bên cạnh ta. Nàng đưa họ đi, sau này họ chính là người của ta. Xích Tùng thất thanh nói: Một lúc thiếu đi nhiều thần ma như vậy, nhớ Mục Tiên Thiên hỏi... Họ đều đã chết trên chiến trường, chết ở trận chiến với Thiên Đế. Trung Nhạc thản nhiên nói. Âm Phần Huyên, Xích Tùng tim đập loạn, làm theo lời hắn lên con thuyền cổ. Thất đạo luân hồi sau đầu Trung Nhạc chuyển động, không gian biết cảnh đưa con thuyền cổ ra khỏi thiên đình. Con thuyền cổ vô cánh bay đi không chút động tĩnh, hướng về Tiên Thiên Cung. Nếu Tử Quang Quân Vương còn sống, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra mưu kế của ta, sẽ không để cho ta dễ dàng đưa những thần ma này đi. Trung Nhạc thầm thở dài, dù sao thì Tử Quang cũng đã chết cùng Viêm Hoàng rời khỏi thế gian này. Đông đảo đế quân của thiên đình tràn tới như vũ bão, nhấn chìm Trung Nhạc. Trung Nhạc đem theo vô số thần ma trong nguyên thần biết cảnh lùi về sau, tránh các đạo công kích. Chỉ cần hắn muốn bỏ chạy, cho dù là đế cũng đừng hòng mà giữ chân hắn. Đừng hòng đi được, Dịch Quân Vương.
Những tiếng hét truyền tới, thiên la địa võng mở rộng, trung nhạc không ngừng, vỗ đôi tiên thiên nhục xí lao đi, đồng thời bất diệt thần thức liên tục tấn công não của thống soái các quân đang ngủ vùi trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Thần Vũ Uy Vương tỉnh lại đầu tiên, rồi tới Thái Phùng, Lung Điệt, Kiều Trùng, Bệ Ngạn, rồi tới cường giả của Trung Ương Thị, sau đó là thủ lĩnh các tộc. Chư quân, lập tức thanh trừ mê chú của Nguyên Nha Thần Vương trong đầu bộ hạ mình đi. Trung nhạc hét lớn, ta không duy trì được lâu nữa đâu. Mọi người vội vàng thi triển tu vi pháp lực, xung kích mê chú trong đầu của các bộ hạ. Chỉ là tu vi thực lực của họ dù sao cũng không bằng được đế cấp, nhất thời không thể giải trừ hoàn toàn được mê chú. Cũng may số người tỉnh lại ngày một nhiều, thần ma tỉnh lại nhiều hơn. Thần Vũ Uy Vương thấy thiếu vài nghìn thần ma thì giật mình, vội vàng hỏi: Dịch Quân Vương, số tướng sĩ kia đâu rồi? Trung nhạc ảo não: Họ bị chúng ma chú của Nguyên Nha Thần Vương, đế hậu dẫn đại quân đánh tới. Hắn không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu đại quân chìm vào giấc ngủ, chỉ e là đã bị đổ sát vô số. Giờ thiên đình đã biến thành lò mổ, Nguyên Nha Thần Vương và Diên Hành Thần Vương đã hiện thân, chỉ sợ sẽ có nhiều vị khủng khiếp hơn giáng lâm thôi. Đó đã không phải nơi những thần ma như chúng ta có thể tới nữa rồi. Tiếng trung nhạc vang vọng trong nguyên thần bí cảnh: Chư quân, các ngươi hãy tiếp tục giải trừ mê chú cho các tướng sĩ, ta dụ cường giả thiên đình ra khỏi thiên đình, quyết một trận tử chiến với chúng bên ngoài thiên đình. Chúng tướng sĩ đáp vâng, nhưng rồi lại có chút sợ hãi. Những kẻ còn đáng sợ hơn Nguyên Nha Thần Vương sắp giáng lâm thiên đình sao? Vậy thì hơi quá đáng sợ rồi thì phải. Một chiêu thần thông của Nguyên Nha Thần Vương khiến hàng trăm nghìn vạn thần ma chìm vào giấc ngủ không biết sống chết. Thần thông như vậy đâu chỉ xuất thần nhập hóa, lẽ nào còn có người còn mạnh hơn Nguyên Nha Thần Vương sao? Trung nhạc nhanh chóng dẫn các lộ cường giả thiên đình ra ngoài thiên đình, không lâu sau là ra ngoài, dụ vô vàn kẻ truy sát tới tầng không trên đế tinh. Dịch quân, các lộ binh mã đã chỉnh đốn sẵn sàng. Thần Vũ Uy Vương nói lớn, trung nhạc đột nhiên dừng lại, quầng sáng sau đầu quay tít phình to, nháy mắt trăm nghìn vạn thần ma hiện ra phía trước hắn, bày trận thế sẵn sàng để chiến đấu. Đông đảo đế quân thiên đình lao tới, quầng sáng sau đầu xoay chuyển, vô số thần ma bay ra từ phía sau đầu họ, rơi xuống thành trận, tràn tới như thủy triều, tiếng hét chấn động trời đất. Uỳnh uỳnh. Hai bên lao vào nhau ác liệt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Giết! Vô số tiếng hét vang lên. Vì thiên hạ đại thống, vì bình định loạn thế, giết, giết hết bọn chúng nào. Vô số thần ma rơi vào trạng thái điên cuồng, chiến tranh chỉ trong nháy mắt đã vào thời khắc thảm liệt nhất. Trung nhạc cho mày, tình hình này là có phần quỷ dị. Tu 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 tu. Bỗng có tiếng tù và vang lên, âm thanh kéo dài đơn điệu nhưng lại tựa như ma âm, khiến cho khí huyết sục sôi, cổ vũ tướng sĩ hai bên đang tắm máu. Trung nhạc ngẩng lên, thấy trên không trung có 6 thân ảnh, mỗi người cầm một cây tù và dài và thổi. Bích Tà Thần Hoàng. Trung nhạc nheo mắt, Ngụy Thánh Linh Thể Bích Tà Thần Hoàng xuất hiện. Bích Tà Thần Hoàng hiện giờ đã là một vị đế quân, dù sao hắn cũng là Thánh Linh Thể, tuy chỉ là Ngụy Thánh Linh Thể, thế nhưng cũng khiến cho tu vi của hắn tăng vọt, đạt tới trình độ người khác khó có lòng với tới. Hắn có thể tu luyện nhờ vào sát phạt chi khí mà chiến tranh đem lại. Trong trận đế tranh này thì chiến tranh không thiếu gì. Chiến tranh nuôi dưỡng hắn, khiến tu vi của hắn tăng lên thần tốc, thậm chí còn nhanh hơn cả Trung Nhạc, hơn cả Phong Vô Kỵ. 6 cái tù và vang lên khiến trận chiến trở nên cực kỳ tàn khốc. Bích Tả Thần Hoàng sắc mặt lạnh nhạt, tiếng tù và vẫn vang lên. Khi chiến đấu ác liệt nhất, đột nhiên tiếng tù và thay đổi, trở nên mạnh mẽ dồn dập. Thần ma bên thiên đình đại loạn, tàn sát lẫn nhau. Đột nhiên Bích Tà Thần Hoàng cảm ứng được ánh mắt Trung Nhạc, hắn tìm kiếm trong trăm nghìn vạn thần ma, cuối cùng nhìn tới Trung Nhạc. Bích Tà Thần Hoàng cười nói lớn: Dịch tiên sinh, ta là quân cờ của Tiên Thiên Bệ Hạ, được Tiểu Quang Quân Vương cải trong thiên đình, giờ cuối cùng cũng trở về vị trí rồi. Trung Nhạc gật đầu, từ xa ám thị, trong lòng thở dài: Tử Quang, lại là Tiểu Quang. Không có Tử Quang thì cho dù Mục Tiên Thiên có chiến thắng thì cũng nguyên khí đại thương, thiệt hại nghiêm trọng. Đại cục đã định, quân cờ Tiểu Quang Quân Vương kẻ trong thiên đình đã phát huy tác dụng quan trọng, giúp chủ lực của đại quân Mục Tiên Thiên được bảo toàn. Sau này Mục Tiên Thiên vinh đăng đại bảo, cũng có đủ quân lực để trấn thủ thiên hạ, bình định động loạn. Việc này rất khác với kết cục mà Vân Cẩn Thư đặt ra, khiến thiên đình và đại quân Mục Tiên Thiên lưỡng bại câu thương. Vân Cẩn Thư vẫn là không đấu lại Tiểu Quang Quân Vương. Tại thiên đình, Nguyên Nha Thần Vương và Diễn Hành Thần Vương một trước một sau, ở giữa là sinh mệnh cổ thụ.
Đế hậu đang chìm vào giấc ngủ, ngọn cây này đã đổi chủ, bị Nguyên Nha Thần Vương đoạt lại. Sinh mệnh cổ thú, một trong những linh căn mạnh nhất, Đại Tư Mệnh, không hồi sinh thì nó cũng sẽ không hồi sinh. Đại Tư Mệnh đã hồi sinh và nó cuối cùng cũng hồi sinh rồi. Nguyên Nha Thần Vương ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, vội vàng thúc giục. Mau, mau, lấy tiểu đào thụ ra đây, dung hợp với cổ thú. Diễn hành Thần Vương lấy Đế Lâm Lão Mẫu ra, thi triển pháp lực, chỉ thấy cây bàn đào mẫu thụ này bắt đầu sinh trưởng nghịch. Cành lá thu lại thành mầm xanh mướt, rất nhanh thân cây cũng bắt đầu rút ngắn lại, rễ cũng thu nhỏ lại. Không lâu sau, Đế Lâm Lão Mẫu biến thành một hạt quả hạch. Hai vị thần vương kích động vạn phần, đặc biệt là Nguyên Nha Thần Vương. Hắn đã vạch kế hoạch hồi sinh sinh mệnh cổ thụ từ lâu, đã tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết của hắn. Năm đấy, khi Đại Tư Mệnh chết đi, hắn đã đoạt được sinh mệnh cổ thụ trước tiên. Không ngờ sinh mệnh cổ thụ và Đại Tư Mệnh chết mà cũng khô héo, sinh mệnh lực dồi dào, kết thành quả. Hắn cướp được quả, nuốt vào bụng, nhưng phát hiện không thể tiêu hóa. Hơn nữa đáng sợ hơn là thịt quả lại ràng buộc nhục thân hắn, khiến nhục thân của hắn sinh trưởng trên cây cổ thụ, biến thành một phần của cây, không thể rời khỏi cây. Nhục thân của hắn bị ngạnh hóa, biến thành một phần của cây, bất lực, hắn đành phải cắt thịt. Từng mảnh thịt biến thành phân thân hành tẩu thay hắn. Không biết hắn đã cắt mình ra bao nhiêu lần, thân thể tập hợp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn bị treo trên cây, không thể rời đi được. Nhưng hắn cũng là trong họa có phúc, trở nên vô cùng đặc biệt. Hắn có thể coi là người có nhiều phân thân nhất trong số các thần vương. Nếu những phân thân này của hắn tổ hợp lại thành một thì tương đương với một Nguyên Nha Thần Vương khác. Nếu phân thân và chân thân của hắn dung hợp thì tu vi thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Giờ hắn đã rất cường hãn, nếu chân thân phân thân hợp thể thì hắn sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Đây chính là vốn liếng của hắn. Nhưng chỉ có quả hạch thì vẫn chưa thể hồi sinh sinh mệnh cổ thụ được. Năm đó, hắn có được cả quả hạch và thịt quả cũng không hồi sinh được sinh mệnh cổ thụ mà còn kéo cả chân thân mình vào. Từ khi ấy, Nguyên Nha Thần Vương đã biết muốn hồi sinh sinh mệnh cổ thụ thì buộc phải hồi sinh Đại Tư Mệnh. Sinh mệnh của thụ khô héo gây nên một trận mưa tanh máu nồng, dẫn đến không biết bao nhiêu cường giả tranh giành, có không ít đời chủ nhân, nhưng cuối cùng sinh mệnh của thụ rơi vào tay của thiên mới sinh ra không lâu. Quả hạch đó cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, phiêu dạt trong vũ trụ, rơi vào tay không ít cường giả, nhưng họ đều không thể khiến cho quả hạch nảy mầm. Cho mãi tới khi thời đại của Phục Môn Đạo Tôn, quả hạch rơi vào tay con rể Phục Khí Thị là Luân Hồi Đại Thánh, bắt đầu mọc rễ, biến thành bàn đào mẫu thụ. Mẫu thụ sinh trưởng, Luân Hồi Đại Thánh ngộ ra được lục đạo luân hồi dưới cây mẫu thụ. Khi hắn thành đế, mẫu thụ có được sự đào diệu vô biên, sinh ra linh hồn, biến thành Đế Lâm Lão Mẫu. Nguyên Nha Thần Vương vẫn biết bàn đào mẫu thụ ở đâu, nhưng Đại Tư Mệnh lại không hồi sinh, cho dù có được bàn đào mẫu thụ thì cũng là vô ích. Hắn có thánh dược, có thể tìm kiếm mọi linh căn thánh dược là Họa Bích Bao Hoa, nên mặc cho bàn đào mẫu thụ rơi vào tay Luân Hồi Đại Thánh Đế. Hơn nữa Luân Hồi Đại Thánh Đế là cô gia của Phục Khí Thị, thời đại đó có một vị cường giả đáng sợ trấn thủ trong trời đất, khiến cho thái cổ thần vương cũng phải cúi đầu xưng thần. Nguyên Nha Thần Vương cho dù có lá gan to hơn nữa cũng không dám động vào Luân Hồi Đại Thánh Đế. Cuối thời đại địa kỷ, Phục Môn Đạo Tôn thọ nguyên đã cạn, lại qua nghìn năm, Luân Hồi Đại Thánh Đế cũng tới thời điểm cuối cùng được mai táng ở tổ tinh. Với Nguyên Nha Thần Vương mà nói, cuối cùng cũng tới lúc lấy đi bàn đàm ô thụ được rồi. Hơn nữa, đột nhiên một bàn tay khổng lồ đè Diên Hành Thần Vương xuống, biến thành ngũ chỉ sơn, chấn áp Diên Hành Thần Vương trong đại lục Đại Quy Khư. Cảnh tượng này thật khiến cho Nguyên Nha Thần Vương lạnh xương sống. Bàn tay đó chính là bàn tay của Hắc Đế, còn bên cạnh chính là bàn đàm ô thụ. Rõ ràng là Hắc Đế đã phát hiện ra bàn đàm ô thụ chấn áp Diên Hành ở Quy Khư, chính là tỏ rõ cho Nguyên Nha Thần Vương biết hắn đã phát hiện ra bàn đàm ô thụ là của hắn, không cho phép Nguyên Nha Thần Vương chạm vào. Nguyên Nha Thần Vương 10 vạn năm cũng không dám động vào bàn đàm mẫu thụ, cho tới khi Hắc Đế tạo sinh tử quan, tới khi Đại Tư Mệnh hồi sinh, tới khi Diên Hành Thần Vương thoát nạn thì hắn mới nổi tâm tư. Giờ Diên Hành Thần Vương là đồng minh, lại có quả hạch trong tay, sinh mệnh cổ thụ trong tay, cuối cùng hắn cũng có đủ can đảm. Ta trong họa được phúc, ăn thịt quá tuy bị treo trên cây, nhưng có được sinh mệnh lực vô biên, phân thân nhiều không đếm xuể. Giờ chân thân thoát nạn, phân thân dung hợp chân thân. Nguyên Nha Thần Vương kìm nén kích động, quả hạch bay lên, chân thân của hắn trên cây, con quả đó lập tức bạo phát sinh cơ vô cùng vô tận, dung hợp với quả hạch. Sinh mệnh của thụ đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếng nổ lớn vang lên.
hết tiếng này tới tiếng khác, hết trận dung chuyển này tới trận dung chuyển khác. Cây cổ thụ này đã không còn cành lá, không còn rễ, chỉ còn lại thân chính. Nhưng giờ sinh mệnh lưu chuyển, cây cổ thụ hồi sinh. Hoa văn trên bề mặt vỏ cây lập tức trở nên rõ ràng, dường như là vô số thiên nhiên đại đạo. Chúng đã khô héo, nhưng giờ đang bắt đầu hồi sinh. Đại đạo hồi sinh, chuyển động trên bề mặt cây, thêm nhiều sinh cơ được kích phát. Trong thân cây vọng ra từng trận âm thanh lớn, giống như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành. Vô số những chiếc bánh răng tinh diệu đang chuyển động vậy. Đó là vòng tuổi của sinh mệnh cổ thụ đang chuyển động. Khí tức xa xưa truyền tới, sinh mệnh cổ thụ là đệ nhất linh căn đã tồn tại ngay từ khi vũ trụ xuất hiện. Vòng tuổi của nó có tới hàng vạn triệu vòng. Khi những vòng tuổi đó chuyển động, giống như đánh thức ký ức của cả vũ trụ vậy. Uỳnh uỳnh. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền tới, vô số khí tức thời quang tràn ra từ trong sinh mệnh cổ thụ, dường như thể quang chứa trong sinh mệnh cổ thụ đang được thích phóng, cũng giống như thể quang trong sinh mệnh cổ thụ đang trôi ngược. Nguyên Nha Thần Vương và Diên Hành Thần Vương bị sức mạnh khủng bố từ sinh mệnh cổ thụ đẩy ra, hoang mang nhìn nó thì thấy thể quang canh cây cổ thụ đang trôi đi, nhưng không phải tới từ tương lai mà là trở về quá khứ. Xung quanh cổ thụ thậm chí còn có thể thấy hình thái của cả vũ trụ, vô số vì sao xoay chuyển quanh cổ thụ, 3.000 lục đạo giới, vũ trụ cổ xưa, tử vi, đạo giới, hư không giới, tất cả đều hiện ra. Thời gian nhanh chóng trở về thượng cổ, 3.000 lục đạo giới lần lượt biến mất, thiên tượng đang thay đổi điên cuồng, đạo giới trở nên hoang tàn, thời gian của thượng cổ nhanh chóng qua đi vào thời viễn cổ. Không lâu sau, hư không giới biến mất, thời gian quanh cây cổ thụ trở về thời điểm trước khi đại toại mở ra hư không giới, chính thức vào thời đại thái cổ hắc ám. Thời gian lại tiếp tục trôi, rồi đạo giới hoang tàn biến mất. Sau khi đạo giới biến mất, rễ của sinh mệnh cổ thụ bắt đầu mọc dài ra, đâm chồi nảy lộc tùm. Rồi tử vi tinh vực cũng biến mất theo, chỉ còn lại vũ trụ cổ xưa bị bao quanh bởi hỗn độn, cô độc xoay chuyển, không còn bất kỳ thế giới nào khác. Sinh mệnh cổ thụ đã trở về trạng thái đỉnh phong, trở lại là thiên địa đệ nhất linh căn, nhưng thời gian quanh nó vẫn tiếp tục trở về quá khứ. Chỉ thấy các vì sao trong vũ trụ cổ ngày một ít đi, tinh thể thì ảm đạm, các vùng tinh vực biến mất, thể tích của vũ trụ cổ cũng thu nhỏ lại. Lẽ nào cây linh căn này đang trở lại thời kỳ đầu khi vũ trụ sinh ra hay sao? Nguyên Nha Thần Vương cũng vô cùng chấn kinh, thời gian quanh sinh mệnh cổ thụ vẫn đang tiếp tục trở về thời xa xưa. Đột nhiên hắn có cảm giác không ổn, sinh mệnh cổ thụ đang trở về quá khứ, mà chân thân của hắn vẫn đang ở trên cây, chân thân của hắn đã thành một phần của cây. Nếu sinh mệnh cổ thụ trở về thời kỳ đầu vũ trụ mới sinh ra, thì chân thân của hắn sẽ thành cái gì đây? Tim hắn đập thình thịch. Sinh mệnh cổ thụ là thiên địa linh căn của vũ trụ, sinh mệnh duy nhất của vũ trụ khi mới sinh ra chỉ có một, đó là đại tư mệnh. Hắn khi đó chưa sinh ra vẫn là một quả trứng chim ở tiên thiên thánh địa. Nguyên Nha Thần Vương mắt trợn tròn, tim đập thình thịch bất an, nhìn chân thân của mình trên cây đang nhỏ dần, yếu dần. Ngọn cây đó đúng là có khả năng quay ngược thời gian, tuy là quay ngược thời gian của chính nó, nhưng Nguyên Nha Thần Vương đã ăn thịt quả, trở thành một phần của sinh mệnh cổ thụ nên cũng bị quay ngược thời gian. Hắn tưởng rằng chân thân dung hợp với cổ thụ sẽ biến thành bảo vật của hắn, có thể đoạt được quyền nắm giữ sinh mệnh cổ thụ từ tay đại tư mệnh. Khi đại tư mệnh tới cướp cổ thụ, thì chân thân của hắn vùng lên điều khiển cổ thụ giết đại tư mệnh. Đó thật là một kế hoạch tuyệt hảo. Nhưng giờ hắn phát hiện mình sai, đã quá sai. Chân thân của hắn không thể thôn phệ sinh mệnh cổ thụ, mà ngược lại bị sinh mệnh cổ thụ thôn phệ, biến thành một phần của cây. Hơn nữa, nếu chân thân của hắn cũng trở về quá khứ cùng sinh mệnh cổ thụ vẫn cường hãn như vậy, còn hắn thì trở nên yếu dần, cho đến khi thành một quả trứng chim. Mẹ kiếp, nguy rồi, nguy rồi. Nguyên Nha Thần Vương run rẩy, Diễn Hành Thần Vương bên cạnh không hiểu lắm, nhưng hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Sinh mệnh cổ thụ không hổ là thiên địa đệ nhất linh căn, khả năng quay ngược thời gian đúng là nghịch thiên. Nếu ta có khả năng này thì không phải có thể trường sinh bất tử hay sao? Cho dù có chết đi thì cũng có thể quay ngược thời gian của mình trở về trước kia được. Hắn thầm nghĩ bụng, đột nhiên Nguyên Nha Thần Vương thở dài, nhìn chân thân của mình đã biến thành một quả trứng treo ở trên cây. Một ngọn cây tùm không nở hoa, không kết quả, mà là mọc ra một quả trứng chim, đúng là kỳ diệu. Diễn Hành Thần Vương nhìn về mặt của Nguyên Nha Thần Vương mà cũng không nhịn được bật cười. Hắn đột nhiên hiểu kế hoạch của Nguyên Nha Thần Vương, chẳng qua là muốn chân thân dung hợp với phân thân, nắm giữ sinh mệnh cổ thụ. Nhưng giờ chân thân của hắn còn chưa sinh ra, cho dù phân thân có dung hợp lại với chân thân
thì cũng sẽ không mạnh hơn bây giờ được. Hắn vốn dĩ rất dè chừng Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương rất tự tin, nó có thể trừ bỏ Đại Tư Mệnh, loại trừ Hắc Đế, khiến hắn hiểu rằng Nguyên Nha Thần Vương chắc chắn có vốn lưỡng riêng của mình. Nếu chân thân Nguyên Nha Thần Vương dung hợp với phân thân thì đúng là sức mạnh sẽ rất hùng hậu, chưa biết chừng có thể ám toán Đại Tư Mệnh và Hắc Đế, cộng với Diên Hành Thần Vương tương trợ, khả năng chiến đấu sẽ cao hơn nữa. Nhưng giờ có lẽ con chim này đã vấp, đã ngã lộn ra ngoài. Ta bị lừa rồi, bị lừa rồi. Nguyên Nha Thần Vương mặt đen xì lại. Chẳng trách năm đó Hắc Đế, Bạch Đế, mấy tên khốn kia đều không cướp quả của sinh mệnh cổ thụ. Cuối cùng sinh mệnh cổ thụ đã quay thời gian của mình về thời kỳ đầu vũ trụ mới sinh ra. Thời gian không còn nghịch chuyển nữa, cây cổ thụ này cũng trở về diện mạo vốn có. Vũ trụ đệ nhất linh căn cuối cùng cũng trở về trạng thái đỉnh phong của mình. Sức mạnh đáng sợ đấy, thậm chí ngay cả đế hậu Mục Tiên Tiên cũng không đứng vững được, liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn cây linh căn này. Trong kiểu đại linh căn, thế giới hoa biến thành tử vi, bìa ngạn hoa biến thành hư không giới. Linh căn có thể mở ra thế giới đương nhiên không tầm thường, nhưng dù là thế giới hoa hay bìa ngạn hoa thì đều không phải đệ nhất linh căn. Đệ nhất linh căn chỉ có sinh mệnh cổ thụ này. Uy năng của ngọn cây này khiến đế cũng phải run rẩy. Nguyên Nha Thần Vương và Diễn Hành Thần Vương lập tức bay lên không, pháp lực vận chuyển tóm về hướng sinh mệnh cổ thụ. Lúc này hai người đều động tâm tư cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ. Tuy họ chuẩn bị liên thủ chống lại Đại Tư Mệnh và Hắc Đế, nhưng ai cầm được sinh mệnh cổ thụ trước thì người đó là thủ lĩnh, còn người kia là thuộc hạ. Nguyên Nha Thần Vương vốn tưởng mình có thể nắm giữ sinh mệnh cổ thụ nên mới liên thủ với Diễn Hành Thần Vương, nhưng giờ sinh mệnh cổ thụ biến chân thân của hắn thành một quả trứng chim trở về trước khi sinh ra, tu vi thực lực tụt xuống trình độ cũng như trước kia sinh ra, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa chân thân của hắn cũng không thể nắm giữ được sinh mệnh cổ thụ, mà là thành một phần của cây bị nó nắm giữ. Vì thế dù thế nào hắn cũng buộc phải giành được sinh mệnh cổ thụ. Cho cắn áo rách hơn đó là Diễn Hành Thần Vương vẫn có thể cạnh tranh với hắn, đoạt quyền kiểm soát sinh mệnh cổ thụ. Đã nghèo còn mắc cái eo, hắn không phải chỉ đối mặt với Diễn Hành Thần Vương mà còn có Hắc Đế, còn cả Đại Tư Mệnh. Hắn vô cùng ức chế, có cảm giác đi đêm dẫm liền một lúc ba bãi phân chó. Đúng lúc này thì biến cố xảy ra. Bóng đêm vô biên không biết từ đâu ập tới, nháy mắt đã bao trùm thiên đình. Những nơi bóng đêm đi qua, mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng, chỉ có màu đen, không còn bất cứ màu sắc gì khác cả. Thiên đình rộng lớn, nghìn cung vạn điện đều là thần cung thần điện, được các vị cường giả tế luyện. Đạo văn lạc ấn lên đấy, giống như vô số vầng mặt trời bạo phát thần quang, nhưng giờ chúng lại bị bóng đêm che phủ. Bóng đêm này giống như mực đen, như có sinh mệnh nuốt chửng toàn bộ thần quang và đạo văn trên cung điện tỏa ra. Đạo văn cũng mất đi hoạt lực. Hắc Đế sao? Trong bóng đêm vang lên tiếng hét lớn của Nguyên Nha Thần Vương và Diễn Hành Thần Vương. Hai vị thần vương hét lên, ánh sáng vô biên lập tức trào dâng đẩy lùi bóng đen. Hai vị thái cổ thần vương liên thủ, chiến lực cường đại gần như quét sạch bóng đêm bao phủ thiên đình. Nhưng lúc này từ sâu trong không gian vọng ra tiếng trống. Tiếng trống đó giống như được vọng lại từ tận cùng thời gian. Tiếng trống chấn động, Đế Hậu, Trường Sinh, Bạch Nha, Hắc Nha, Mục Tiên Thiên đều hự lên một tiếng. Một thân tu vi pháp lực đều bị chấn áp, đế binh rơi ầm ầm xuống đất, bất cứ thần thông nào cũng không thể thi triển được. Mấy vị đế cấp này cảm thấy pháp lực mất đi kiểm soát, nguyên thần thất thủ, đại đạo không còn, không khỏi kinh hãi luống cuống. Ba chân thân của Mục Tiên Thiên có người lộ ra vẻ mừng rỡ, có người thì lo lắng. Tiếng trống đó chính là Chư Thiên Vô Đạo của sư tôn Hắc Đế của hắn. Chư Thiên Vô Đạo này quá cường đại, ngay cả hắn đã mở bí cảnh thứ 7 cũng không thể dùng bất cứ thần thông tu vi gì trong tiếng trống đó. Nếu sư tôn muốn giết ta thì ta phải làm như thế nào để chống lại đây? Chư Thiên Vô Đạo của Hắc Đế, thậm chí hai vị thái cổ thần vương như Nguyên Nha và Diên Hành cũng bị ảnh hưởng. Mấy người Mục Tiên Thiên, Đế Hậu chỉ bị sóng dư xung kích, còn hai vị thần vương này trực tiếp hứng xung kích đều hự lên một tiếng. Hắc Đế, chân thân của ngươi chưa tới, chỉ dựa vào thần thông mà cũng hòng đẩy lùi bọn ta sao? Đúng là nằm mơ. Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên hiện ra chân thân, là con quạ đen đầu tiên trong trời đất, thân hình khổng lồ giang cánh, vù một tiếng, gần như che phủ toàn bộ thiên đình. Cánh chấn động, cắt đứt bóng đêm kinh người kia. Hắn bị Chư Thiên Vô Đạo chấn áp tu vi, nhưng chỉ dựa vào nhục thân cũng đã cường hãn vô cùng, cắt đứt thần thông của Hắc Đế. Đây mới là thái cổ thần vương chân chính, nhục thân của họ chính là đạo. Cho dù không thể dùng tới thần thông, thế nhưng nhục thân của họ
vẫn là cực kỳ cường hãn hơn cả đế binh. Cùng lúc đó, diễn hành thần vương cũng nổi cuồn cuộn, nguyên nha thần vương biến bể rộng, bể ngang, cắt đứt bóng đêm, còn hắn càng ngày càng cao. Đứng lên lưng của nguyên nha thần vương, nhục thân vốn gầy gò bỗng chốc trở nên vô cùng hung hãn. Hắc đế, người chấn áp ta lâu như vậy, mau trả cho ta chút lãi đi. Diễn hành thần vương quát lớn, mồm đầy răng nhọn, tung ra một cây gậy nhiều đốt, vung lên quét mạnh, đập tan tành cho bóng đêm còn lại. Trừ thiên vô đáo, ngươi còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn đâu. Diễn hành thần vương gầm lớn, hai mắt bắn ra hai đạo điện quang, xuyên thủng hư không, bắn về phía bầu trời tử vi ở phía xa. Điện quang dẹt dẹt chiếu, độ dài kinh người, chiếu thẳng tới Hắc Đế Cung. Hắc Đế Cung ở trên cao, cho dù là Mục Tiên Thiên toàn lực tới đó cũng phải mất một tháng. Nhưng điện quang trong mắt của diễn hành thần vương thì xuyên qua tầng tầng không gian, bỏ qua khoảng cách không gian, chỉ trong chốc lát đã tới Hắc Đế Cung. Xung quanh Hắc Đế Cung được bao phủ bởi bóng đêm dày đặc, điên cuồng xuyên qua bóng đêm để lộ ra Hắc Đế Cung. Bế cái con mẹ quan nhà ngươi, mau ra đây chiến một trận đi. Diễn hành thần vương cười ha hả, chỉ tục một tiếng, cây gậy trong tay dùng lực chọc vào Hắc Đế Cung. Tầng tầng không gian phía trước vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian bị cây gậy đó dồn lại, đẩy về phía Hắc Đế Cung. Chiến lực của hắn đúng là vô song, sức mạnh đó thậm chí còn hơn cả nguyên nha thần vương, có thể gọi là đệ nhất đại lực thần vương cũng không ngoa. Đúng khoảnh khắc cây gậy đó chọc tới Hắc Đế Cung thì đột nhiên bầu trời biến dạng, Hắc Đế Cung biến mất, thay vào đấy là thân ảnh vô cùng to lớn. Thân ảnh đó nhìn giống như bóng người, nhưng nhìn kỹ lại giống như một cái bóng đen được tạo thành từ bóng đêm vô tận, vô biên. Một cái bóng đen lạc ấn trong vũ trụ, một cái bóng đứng đấy. Bóng đen đứng dậy sau lưng hắn, tấm áo trắng đen như mực bay lên, bay tới đâu là những vì sao sáng chói, cũng tắt lịm. Sao? Chư thiên vô đạo của ta chưa tu luyện tới nơi tới chốn sao? Bóng đen đó phát ra tiếng nói khàn khàn, giống như có vô số giọng nói vang lên, vô cùng chói tai. Diễn hành, xem rằng người vẫn chưa chịu thiệt đủ, vẫn chưa biết điều. Nếu vậy thì người hãy cùng trầm luân với nguyên nha đi thôi, chư thiên vô đạo. Bóng đen đó thỏ ra một bàn tay khổng lồ, đón lấy cây gậy của diễn hành thần vương, sắc mặt lạnh lùng, tay khẽ động, áo choàng phía sau càng ngày càng lớn, phạm vi bao phủ ngày một rộng, dường như che phủ hoàn toàn bầu trời tử vi, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Phía dưới thiên đình, vô số thần ma đang chém giết, đột nhiên thấy bầu trời tối sầm, không thấy ánh sáng nữa, tâm thần đại loạn, giống như ruồi không đầu chạy tán loạn. Trung Nhạc chấn kinh, vội vàng ngẩng lên nhìn trời rồi kêu lớn: "Chư thiên vô đạo, tiên thiên hắc đế sao?" Lúc này, con thuyền cổ nghìn cánh đã bay tới gần Tiên Thiên Cung. Con thuyền cổ vẫn phi hành trong không gian, Âm Phần Huyên đứng trên mũi thuyền, bỗng có cảm giác, vội ngoảnh lại nhìn thì không khỏi kinh hãi. Sao? Đó là... Bóng đêm vô biên ập tới, đang lan rộng với tốc độ kinh hoàng, tiến về phía con thuyền. Âm Phần Huyên vội vàng dùng pháp lực hét lớn: "Tế!" Con thuyền lập tức thay đổi phương hướng, hướng ra khỏi bóng đêm, tiến về Tiên Thiên Cung. Bóng đêm đó chỉ là đang che phủ bầu trời, vẫn chưa đuổi tới nơi. Tại biên thùy tử vi tinh vực, trong một tòa thần thành lơ lửng trên không, Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn, bóng đêm vô biên đang tràn tới như mực, dấu mực đang lan rộng ra. Thần thông lợi hại thật. Phong Hiếu Trung lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng bật dậy, nhìn về trung tâm tử vi tinh vực, đấu trí trong mắt bỗng trỗi dậy. Kẻ tà ác, tiên tiên hắc đế, đây chính là chư thiên vô đạo của hắn sao? Hắc đế, bóng đêm này lại khiến ta nhớ tới 10 vạn năm trước đây. Ánh mắt của hắn trở nên có phần điên cuồng, rõ ràng hắn đang nhớ lại khi giải khai thần huyết phục khi bị lời nguyền của Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước, phải chịu cảnh dày vò không thể tưởng tượng nổi. Nếu Trung Nhạc ở đây chắc chắn biết Phong Hữu Trung đã bị kích thích, có thể phát điên, rơi vào trạng thái mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Nhưng Trung Nhạc giờ không có ở đây. Chà, bóng đen xỉ kia là cái gì vậy? Đột nhiên một tiếng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang lên. Sự điên cuồng trong mắt Phong Hữu Trung tan dần, thần trí trở nên tỉnh táo, cúi nhìn xoa trán đứa trẻ đáng yêu bên mình. Thần thái của hắn hiện giờ là của một người cha nhân từ, không còn là Phong Hữu Trung sắp phát điên nữa. Giờ hắn giống như bầu tinh không tĩnh lặng, giống như tự nhiên nhiều sắc thái, không còn là Phong Hữu Trung điên vì đạo trước kia nữa. Đó là bóng đêm, là kẻ thù cũ của cha. Hắn bế đứa trẻ đáng yêu kia lên, đi về nhà mình cười nói: "Giờ cha không đánh lại hắn, đợi con lớn rồi, cha sẽ đưa con đi tẩn hắn."
hắn là kẻ xấu ư? Đứa trẻ đó nắm tay thành đấm vung mạnh, cùng đánh hắn vậy. Phong Hữu Trung cười ha hả, rồi nhìn thấy nữ tử yêu điệu từ thần điện tiến lại phía mình. Phu quân, ăn cơm thôi. Được. Phu thê hai người cùng vào trong cung điện, bỏ qua bóng đêm đang bao phủ trời đất kia. Trên bầu trời thiên đình, Diễn Hành Thần Vương hự lên một tiếng, hai tay cầm chặt cây gậy, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cơ bắp run rẩy, cột sống cong xuống. Chư Thiên Vô Đạo của Hắc Đế đánh tới, khiến hắn dù có thần lực vô song cũng không đủ để mà chống cự. Quác quác quác. Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên kêu lên mấy tiếng quái dị, tiếng kêu xung kích bàn tay to lớn của Hắc Đế, rồi hắn giang cánh bay lên, móng vuốt va chạm với bàn đế của Hắc Đế, móng vuốt cắm vào lòng bàn tay của Hắc Đế. Bàn tay Hắc Đế bị chặn lại, nhưng trong lòng bàn tay đột nhiên vang lên tiếng trống, đó là chấn động mà lòng bàn tay hắn tạo lên. Chấn động đó không tầm thường, lập tức cấp chế toàn bộ đại đạo. Nguyên Nha và Diễn Hành cùng rơi xuống, khiến cho thiên đình rung chuyển. Uỳnh uỳnh uỳnh, những vết lướt lớn xuất hiện trên thiên đình. Thật lợi hại. Trong thiên hà ở thiên đình, tướng vương rụt đầu lại lẩm bẩm nói: không liên quan tới ta, ta không tham dự, các người cứ đánh nhau đi, đánh nhau đi. Bàn tay của Hắc Đế vẫn tiếp tục đè xuống, xung quanh bàn tay có máu đen tóe ra. Hắn chống lại cây gậy và móng vuốt của Nguyên Nha Thần Vương nên lòng bàn tay bị thương, nhưng bàn tay đó không ngừng chấn động, tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên. Hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dùng Chư Thiên Vô Đạo áp chế tu vi của Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương, khiến hai người họ không thể dùng tới thần thông. Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương gầm lớn, nhưng trường ấn Hắc Đế đánh xuống Chư Thiên Vô Đạo khiến họ rất bị động. Chư Thiên Vô Đạo không chỉ đơn giản là cấm cố thiên địa đại đạo, mà tiếng trống còn công kích, khiến cho họ rơi vào trạng thái suy kiệt, cho dù có sức mạnh cũng không thể phát huy được toàn lực. Loại thần thông này không chỉ khắc chế hệ thống tu luyện đồ đằng, mà còn khắc chế cả những thái cổ thần vương như họ. Hai người bay lên trời, một lần nữa va chạm với bàn tay của Hắc Đế, rồi lại bị đánh rơi xuống. Thiên đình lại thêm vết rạn nứt, càng lớn hơn, càng sâu hơn. Huyết dịch màu đen trên bàn tay Hắc Đế cũng tiếp tục chảy ra, tóe lên bầu tinh không. Rõ ràng họ cũng đã gây ra thương tổn, thương thế cho Hắc Đế. Chỉ là nếu so sánh thì thương thế của hai người họ nặng hơn rất nhiều. Hắc Đế thực sự quá mạnh, không hổ là đã tiếp cận với đạo thần. Thực lực của hắn cho dù là Nguyên Nha và Diễn Hành liên thủ cũng không thể kháng cự, chỉ có thể gây chút thương thế cho hắn mà thôi. Bàn tay của Hắc Đế vẫn đè xuống, mỗi khi đè xuống một đoạn là lại chấn động một lần. Thiên đình đã bị chấn động tới tiêu điều, đại đạo văn lý lạc ấn trên các tòa thần điện đã bị Chư Thiên Vô Đạo đánh vỡ tan tành, thần điện thần cung hóa thành tro bụi. Cùng lúc đấy, thiên đình xuất hiện nhiều vết rạn nứt hơn, lan rộng như mạng nhện vậy. Trong những vết nứt tóc đó là địa thủy phong hỏa hỗn loạn, cảnh tượng giống như ngày tận thế đang tới vậy. Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương vẫn nhảy lên, không ngừng chiến đấu với bàn tay của Hắc Đế, nhưng liên tục bị đánh rơi xuống. Kết quả này khiến hai người chỉ còn lại cảm giác bất lực. Diễn Hành thở dài vì mình đã bị chấn áp 10 vạn năm, chậm trễ mất 10 vạn năm tu hành. Còn Nguyên Nha Thần Vương thì thở dài vì mình bị tính kế, chân thân nuốt thịt quả sinh mệnh cổ thụ, bị treo trên cây biến thành trứng chim. Bàn tay Hắc Đế càng ngày càng gần, khoảng cách họ có thể nhảy lên càng ngày càng ngắn, dần dần có cảm giác không nhảy lên nổi nữa. Không chỉ không nhảy được mà còn không thi triển được sức mạnh nữa. Đáng giận nhất vẫn là không thể thi triển sức mạnh. Chư Thiên Vô Đạo tạo áp lực ngày một lớn lên họ, càng ngày càng nặng, khiến thực lực có thể phát huy càng ngày ít đi. Bàn tay to lớn của Hắc Đế sắp chấn áp hai vị thần vương, lấy đi sinh mệnh của thụ. Đột nhiên bầu trời tách ra, một đạo bạch quang bắn tới, sáng chói, rạch ngang bóng đêm, cắt đôi bóng đen bao trùm Tử Vi tinh vực. Bạch Đế sao? Tiếng Hắc Đế vọng lại mang nộ khí. Người cũng muốn chống lại ta sao? Đừng tưởng ta không biết người trốn ở hạ giới này. Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương chấn kinh. Sao? Bạch Đế ở hạ giới sao? Hắc Đế giống như gặp đại địch, tiếng truyền tới chấn động vũ trụ càn khôn. Người chỉ một nửa vào đạo giới, một nửa không phải đạo thần, lẩn trốn ở hạ giới, còn tưởng ngươi che mắt được ta thật hay sao? Sao? Bạch Đế một nửa người ở đạo giới, một nửa người ở lại hạ giới sao? Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương khựng lại. Sao có thể làm được như vậy? Lẽ nào Bạch Đế chia người thành hai nửa hay sao? Lại nói, Hắc Đế và Bạch Đế là sinh tử đại địch. Bạch Đế đột nhiên ra tay phá tan bóng đêm, cắt đôi khí thế của Hắc Đế.
bóng đêm bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như thần uy của Hắc Đế, là áp lực tạo nên cho Nguyên Nha và Diễn Hành, nhưng thực ra là một cách để cho hắn nâng cao chiến lực của mình. Chùm bóng tối đầu tiên sinh ra trong vũ trụ tạo nên Hắc Ám Thánh Địa. Hắc Đế được sinh ra từ đấy, phạm vi bóng đêm bao trùm càng rộng thì chiến lực của hắn càng mạnh. Hắn cho bóng đêm bao phủ gần như toàn bộ bầu trời Tử Vi tinh vực, chiến lực của hắn được tăng lên ở mức khó tưởng. Một chùm ánh sáng của Bạch Đế cắt đôi bầu trời làm hai, làm rối loạn sự bố trí của hắn, chia đôi khí thế của hắn. Có một đại địch ở đây, Hắc Đế cũng căng thẳng. Bạch Đế có một nửa thân thể tới đạo giới, một nửa ở lại hạ giới, thì cũng có thực lực không tầm thường. Mối quan hệ giữa hai người đó tương dung như quan hệ giữa Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế vậy, thậm chí còn ác liệt hơn. Ma Đế và Thần Đế còn có lúc liên thủ, còn Bạch Đế và Hắc Đế thì lại là đại địch không đội trời chung. Họ chỉ có một lần liên thủ, chính là ở trận chiến trừ bỏ Đại Tư Mệnh. Nguyên Nha Thần Vương mắt sáng trưng, giang cánh bay thẳng về phía sinh mệnh cổ thụ. Cùng lúc đấy, thiên đỉnh rung chuyển dữ dội, thiên ngục từ từ nhô lên, nhìn có vẻ chậm nhưng thực tế tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thiên ngục từ dưới Bích Lạc Cung bay lên trời. Tòa thiên ngục này cuối cùng cũng lộ hết ra toàn bộ diện mạo của nó, là hình nón ngược khổng lồ, trên rộng dưới nhỏ, đầu nhọn hoắt sắc bén. Thiên ngục chủ tay cầm đuôi của chóp, giơ món bảo vật được Tân Hỏa và Trung Nhạc gọi là đệ nhất đế binh này, nhằm thẳng Nguyên Nha Thần Vương bên cạnh sinh mệnh cổ thụ mà đâm tới. Thiên ngục xuyên qua thân thể tiên thiên của Nguyên Nha Thần Vương, cắm chặt vị thần vương này ở mũi nhọn của thiên ngục. Thiên ngục khổng lồ vù một tiếng lao ra khỏi thiên đình. Cùng lúc đó, Bích Lạc tiên sinh vung thiên phạt khổng lồ lên, nhằm Diễn Hành Thần Vương đang lao về phía sinh mệnh cổ thụ mà đập xuống, đánh bay Diễn Hành Thần Vương. Hai vị thần vương vừa kinh vừa nộ, Nguyên Nha Thần Vương giang cánh vỗ mạnh đẩy lùi thiên ngục. Thiên ngục chủ bay lên tóm lấy đầu nhọn rơi xuống đất. Tay của thiên đúng là muốn bị chặt quá rồi. Nguyên Nha và Diễn Hành bay trở lại hầm hầm nói. Bích Lạc tiên sinh bước ra, tay cầm thiên phạt đứng bên cạnh thiên ngục chủ. Nguyên Nha Thần Vương và Diễn Hành Thần Vương ánh mắt bắn hung quang, sát cơ bùng nổ. Phía sau thiên ngục chủ và Bích Lạc tiên sinh, các món thiên đạo thần khí bay lên, tạo nên 30 bức họa hoa lệ. Thiên đạo chi bảo luyện chế từ 30 tấm thiên đạo đồ. Trong 30 món thiên đạo thần khí, thấp thoáng còn có các thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm, khiến người ta nhìn không thấu. Thiên sao? Nguyên Nha và Diễn Hành Thần Vương chấn kinh, thiên cũng đã tham gia. Hai vị thần vương vội nhìn lên trời, bầu trời không có điều gì bất thường cả, chỉ có một đạo bạch quang và hắc quang đang chiến đấu. Đó là Hắc Đế và Bạch Đế đang giao chiến. Hai kẻ thù chỉ cần bắt đầu chiến đấu thì sẽ không để ý tới những chuyện khác nữa. Này, quạ giá, hình như sự việc nằm ngoài dự tính của ngươi thì phải. Diễn Hành Thần Vương trầm giọng nói. Lão quỷ mà ngươi rủ ra không ít tí nào cả. Nguyên Nha Thần Vương sắc mặt cứng đờ, cũng không nói gì. Hắn chỉ muốn tính kế Đại Tư Mệnh và Hắc Đế, nhưng không ngờ lại kéo cả chân thân của mình vào. Đại Tư Mệnh không hiện thân mà khiến cho thiên và Bạch Đế lại xuất hiện. Chân thân của thiên không tới, tới là 30 đạo thân của hắn, vẫn còn có khả năng chiến đấu được. Nguyên Nha Thần Vương hầm hè nói. Thiên chẳng qua chỉ là tiểu bối mấy mười vạn tuổi, còn đòi tranh giành với bọn ta, đúng là chán sống rồi. Diễn Hành, ta và ngươi liên thủ giết đạo thân của hắn đi. Hai vị thần vương lập tức tấn công Bích Lạc tiên sinh, thiên ngục chủ và 30 đạo thân của thiên. Hắc quang và bạch quang vẫn đang giao chiến ác liệt, lúc rơi vào thiên đình vòng quanh sinh mệnh cổ thụ mà chiến đấu, chỉ có thể thấp thoáng thấy trong mỗi đạo ánh sáng là một đạo thân ảnh. Bọn Mục Tiên Thiên, Đế Hậu thì nhíu mày, buộc phải rời khỏi thiên đình nhìn từ xa. Thiên đình giờ đã thành phế tích, tòa thiên đình thời đại thần kỳ này có lẽ khó có thể chịu nổi cuộc chiến giữa các thái cổ thần vương này, không lâu nữa sẽ bị sụp đổ. Thiên đình bị phá hủy, việc này ít nhiều cũng khó lòng tưởng tượng nổi, nhưng với thái cổ thần vương và thiên mà nói thì không khó. Mục Tiên Thiên, Đế Hậu mới là nhân vật chính của trận đế tranh này, nhưng giờ họ hoàn toàn bị gạt sang một bên, dường như trận chiến tranh đế vị của họ căn bản chẳng có gì quan trọng cả. Đối với thiên đế thời đại này thì đúng là sự bất lực, sỉ nhục lớn lao. Thiên đế đã biến thành thiên tử, biến thành quân cờ để những lão quái vật kia thỏa hiệp. Vị trí thiên đế này ngồi đúng là vô vị. Ưng Tôn Đế lẩm bẩm thở dài nói. Trước kia sao ta lại muốn đi tranh đế vị chứ? Ba chân thân của Mục Tiên Thiên sắc mặt cũng tối lại, trong bụng hừ lạnh. Vị trí thiên đế này tuy không quan trọng,
nhưng là sự bắt đầu của sự đối kháng giữa ta và Thái Cổ Thần Vương, cũng là đường ta buộc phải đi để vấn đỉnh đạo thần. Dù sao ta vẫn còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều. Những Thái Cổ Thần Vương này muốn làm gì ta thì làm, thậm chí có thể nuôi lớn ta, ăn thịt ta. Nhưng nếu ngồi lên vị trí thiên đế, thống nhất sức mạnh thần tộc, ma tộc, điều động thiên hạ quần hùng, thì có thể chống lại Thái Cổ Thần Vương, thậm chí là giết họ. Đây chính là dã tâm của hắn. Cuối cùng thiên đình uỳnh một tiếng vỡ tan, dần dần tách ra làm hai nửa, rồi lại một luồng uy năng khủng khiếp nữa xuất hiện, cuối cùng tách làm sáu mảnh khổng lồ. Những cơn chấn động khủng khiếp lan tới, bầu trời như bị quét sạch, mảnh vỡ thiên đình bị sóng xung kích thần thông đánh bay về bốn phương tám hướng. Mục Tiên Thiên khóe mắt co giật, ba chân thân đều thở dài. Thiên đình đã tan, đạo trường của thiên đế tương lai là hắn cũng không còn tồn tại nữa. Cho dù hắn có tiêu diệt được đế hậu, ngồi lên vị trí thiên đế, thì cũng một thời gian dài không có thiên đình. Không có thiên đình thì không có tượng trưng cho thiên đế. Đám Thái Cổ Thần Vương này đúng là dai như đĩa. Trong bụng hắn hầm hầm nói. Bên cạnh sinh mệnh cổ thụ, các cường giả khổng lồ công kích lẫn nhau, khiến xung quanh mọi thứ bị quét sạch. Chỉ còn lại họ và sinh mệnh cổ thụ. Thậm chí ngay cả bầu trời chân đế tinh cũng bị thần thông xung kích. Mây trên trời bị đánh tan sạch sẽ. Mây bị đẩy về phía sau đế tinh, tạo thành những tầng mây dày đặc tích lại, âm trầm đến đáng sợ. Khi trận giao chiến đang ở hồi hắc liệt, một nắm đấm từ trên cao đánh xuống rễ của sinh mệnh cổ thụ vào trong chiến trường như nơi không người vậy. Nắm đấm đó chưa chạm tới rễ của sinh mệnh cổ thụ thì đã mở rộng, rễ cây uốn lượn quấn lấy những ngón tay của bàn tay khổng lồ kia. Ngay khi bàn tay đó xuất hiện, luồng hắc bạch quang đang quấn lấy nhau bỗng tách ra, mỗi bên đều mở rộng về phía tinh không đằng sau mình. Bạch đế và hắc đế trước giờ luôn chiến đấu đến chết đi sống lại. Hắc đế âm hiểm, bạch đế cũng không thua kém. Nhưng người khiến họ dừng chiến đấu thì chỉ có một, đó chính là Đại Tư Mệnh. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 302 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hôm nay là thứ bảy chủ nhật thì vẫn là lịch cắt điện của chỗ tớ, thì tớ vẫn chạy máy phát, sẽ không thiếu chuyện cho mọi người. Thế nhưng mà tớ sẽ đẩy thời lượng lên, có thể là sẽ là hai tập dài chứ không phải là ba tập ngắn nữa. Vậy tớ báo trước cho mọi người biết, nếu mà còn chạy được máy phát là thời đọc được sớm ấy, chạy máy phát thì tớ vẫn sẽ đọc ba tập bình thường, còn không thì sẽ là hai tập dài, tớ sẽ đẩy thời lượng lên mỗi tập trên một tiếng cho mọi người. Thông báo để cho mọi người được biết. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.